Em chào cả nhà nha các chị ơi, mình tranh thủ vào like nha. Hôm nay em xả hàng cho mình là từ giá 19k trở lên thôi. 19k, 69k, 99k và 139 thì rất là nhiều nha. Mình nhớ chia sẻ like dùm em luôn trên tường nhà vào nhóm để mình xanh. Bây giờ em lên nguyên một set bao gồm quần tây và áo sơ mi nè, các chị ơi tin nổi không? Set này em sale 139k luôn. Thiệt, em nói thiệt, 139k cái chị mua ở ngoài nhiều khi còn chưa được tiền mua áo sơ mi nữa. Mà cái này mình mua được nguyên cả áo và quần tây giá 139k. Chị nào mà mình lấy mẫu này đặt hàng cho em 960 và kèm cho em số điện thoại. 960 em đang mặc trên người gồm nguyên một bộ luôn nha cả nhà ơi. Là áo và quần tây lưng siêu cao và quần nó sẽ có co giãn. Nó có co giãn luôn nên là mình mặc rất thoải mái và kèm túi hai bên nữa nè. Áo sơ mi đơn nút cho mình đây, cái chị tay là tay dài em sánh lên đó. Rồi cái này em sale 139k để em báo giá mấy bạn luôn. 960. Em đang mặc trên người đây giá 139.000 đồng. Em còn cho mình là 8 bộ, em còn 8 bộ size M. Và được cái là cái này nó có co giãn nên các chị tầm 55kg trở xuống vẫn vừa cho em luôn. DA960 và kèm cho em số điện thoại liền em chốt đơn. Đây các chị nè, cái nút này nè, tùy mình nha, mình thích cài cao hơn thì mình cài, không thì mình cài vừa vừa phải phải luôn. Tới đây thôi cũng được nữa nè. Đó, 139.000 đồng xả lỗ luôn. Xả lỗ của mẫu này chị nào lấy đặt hàng trên luôn, quay một vòng cho mình xem nha. Đó, xuất sắc chưa? Quần tay các chị để ý không? Cái lưng của nó rất là cao, lưng siêu cao cho mình, trên rốn cho mình tầm 5-7 phân gì đó luôn á các chị. Nên là khi các chị mặc lên người sẽ ăn gian chiều cao cho mình rất là tốt. Mã này là DA960, em còn cho mình size M, em sẽ sale ngày hôm nay 139k. Mình nhớ chia sẻ like cho em 3 lần ở bất cứ nơi đâu, trên tường nhà mình hoặc là chia sẻ vào các cái nhóm giùm em để mình săn đồng. DA960 giá hôm nay em xả 139.000 đồng mẫu này. 139.000 đồng, chị nào lấy nhanh tay đặt hàng cho em luôn. 960 và kèm cho em số điện thoại nha cả nhà ơi. Ngoài ra em sẽ bật mí cho mình, em có thêm một cái set là bao gồm là cũng là quần tây và áo sơ mi như thế này luôn, nhưng mà màu nó sẽ đậm hơn. Chị nào thích lấy màu đậm thì đặt cho em là 961 nha. Đây các chị ơi, áo sơ mi của nó như thế này nè. Đây, áo sơ mi nè, có nút cài cho mình nè cả nhà ha. Vải của nó là vải lụa, còn quần đây nó có co giãn rất là tốt nha. Màu đậm, mã sản phẩm là 961 nha. Cái màu đậm này là 961 nè, và cái màu nhạt này là 960 nè. Nguyên một set gồm quần tây và áo sơ mi 139.000 đồng. Rồi nhanh lên các chị ơi. Cái này là em chỉ còn vài còn ít thôi nha. Còn vài bộ nên sale rẻ luôn. Dạ, 65kg hết size rồi chị Nga Sơn ơi. Nói chung là những cái mẫu này là em hết những cái size lớn được lâu lắm rồi, mà size M ở đó may hơi bị nhiều nên là còn sót lại. Size M ít chị mặc vừa nên là còn sót kho. Nên là hôm nay em xả luôn giá lỗ cho mình cho nó hết kho, hết hàng luôn. Rồi, chứ không cần lấy lời, em xả cho hết thôi nha. Rồi chị nào vừa may mắn vừa mình đặt hàng, mình không vừa mình mua cho người thân mình đi cả nhà ơi. Chỉ có giá 139.000 đồng thôi. 960 là màu nhạt và 961 màu đậm, không thì lấy luôn cả hai đi các chị ơi. 65kg không vừa, đầm này tầm bộ này tầm khoảng 55kg trở xuống vừa nha cả nhà ơi. 55kg trở xuống vừa, quần là nó có co giãn nha. Quần có co giãn kèm túi hai bên, lưng cao dễ sợ chưa nè. Đó, áo sơ mi nè ha. Rồi giá đem sale cho cái chị mình luôn chỉ có là 139k. Cái form áo đây nè, em thả ra cho mình xem. Form áo của nó như thế này nha. Đó, gồm áo sơ mi và quần tây như thế này. 139.000 đồng thôi. Đây, em thả cái áo ra cho các chị xem nè. Form áo nó như thế này, cài nút lên vẫn được nha cả nhà, mà tại em không, em thích cài em hở ra vài một xíu rồi đó. Rồi, chị nào lấy đặt hàng cho em luôn, chị nào mà thích cắt đều thì mình cột eo nha cả nhà nha. Rồi, giá 139k xả lỗ nha. Xong chưa các chị ơi, sau mẫu này em lên hàng 69k cho mình luôn. Rồi nhanh tay các chị ơi, 139k nha. 960 là màu nhạt và 961 là màu đậm nha. 139.000 đồng mẫu này. 139k đó, chị nào thích mặc trẻ trung thì mình cắt đều mặc cho em như thế này, mình mặc đi chơi thì đó cũng được. 960 màu nhạt và 961 màu đậm, tầm 55kg trở xuống vừa cả nhà nha. 55kg trở xuống vừa. Rồi xong chưa các chị ơi, xong chưa nè. Em sẽ lên cho mình gồm một bộ như thế này, là gồm cả áo và quần luôn. Mã là DA300.
Rồi em sẽ có cho mình là CM tầm 5 5 bộ CM cuối cùng ấy, em sẽ xả luôn 69k, gồm áo và quần luôn nha cả nhà, mã là 300 chờ em báo giá luôn. Các chị ơi chia sẻ live stream giùm em chuyển hàng chiều sai nha cả nhà ơi. Nhanh tay mình lên đơn hàng cho em luôn, mã hàng với số điện thoại chờ em một chút xíu nha. Em báo giá cho mình. Rồi, chia sẻ like giùm em nha các chị ơi. Chia sẻ like giùm em nha. Em chốt đơn nha. Rồi, đây các chị nhìn giùm em. Áo em mặc dạ nguyên một bộ luôn là giá 69, giá là 139k, mẫu này là 960, còn cái kia là 961, sẽ có một set gồm áo màu đậm và quần tây nha cả nhà nha. Rồi, đây các chị ơi. Mình nhìn giùm em nha. Cái này thì các chị tầm khoảng là form nhỏ thôi, tầm 47 kg trở xuống vừa nha. 47 kg, 45 47 kg trở xuống vừa thôi. Cái form này size M nhưng mà nó sẽ tương đương với size S vậy đó. Size M nhưng thật ra tương đương với size S nên là tầm khoảng là 45 kg, 47 kg trở xuống vừa. Đó. 45 đi, 45 kg trở xuống ok hơn. Em chịu hào xíu vậy đó. Rồi, còn không thì các chị muốn mang trên thì 47 cũng được. Cái này là 300, em xả 69k. 300 nè, quần có túi nha. Quần có túi cho mình. Này em còn sót kho lại 5 bộ, em xả 69k. 69k luôn, mã 300. Phía đằng sau này nó có nút nè các chị ơi. Đó, trời ơi nút nút đơm. Nút đơm tay luôn nè. Cả nhà thấy không? Từng cái nút là đơm lại luôn á. Rồi đây, 300 giá 69k cái bộ này dễ thương. Các chị mình không vừa mua cho con gái mình đi các chị. Mình không vừa mua cho con gái mình tầm 45 47 kg gì đó trở xuống ok mặc được luôn. Đó, 40 kg đến tầm 45 47 kg mặc vừa, giá 69k, mã 300. 300 cả nhà nha. Quần lửng nha các chị, em đang mặc cái quần tây màu đen nhìn hơi bị khó đúng không? Nhìn hơi bị khó. Rồi các chị ơi 300 nha. Đây áo của nó này em mới mang ra thôi em chưa có ủi nha. Mình nhìn đỡ giùm em. 69k mẫu này 300, chia sẻ like giùm em nhé. 300 giá 69k sau mẫu này ha. Rồi các chị ơi 960 là màu nhạt, 961 là màu đậm nè. Rồi chị Bảo Dương nè, ok chị nè. Rồi nhanh tay đặt hàng cho em nha. Còn 65 kg thì em không vừa, chị Nga Sơn nha. Đó 5 kg em không vừa. Rồi tiếp tục nha. Lên thêm cho mình một cái mẫu khác. Ưng mẫu nào đặt hàng cho em luôn. Là mã hàng với số điện thoại em chốt đơn liền trên like cho cả nhà mình luôn. Ồ cái bộ này dễ thương lắm. Rồi em sẽ sale luôn. Bộ này dễ thương lắm luôn á các chị ơi. Đây nè, cái này là em sẽ đặt mã của nó là D16. Ủa khoan, D17 đi. D17 đi. Rồi BD17 nha. BD17 nha cả nhà ơi. Rồi cái này em sale 69k. Size M nha cả nhà ơi, 69k. Cái áo dễ thương chưa nè. Rồi quần nè. Đó 69k mẫu này. 69k nha các chị ơi. BD17. BD17 nha các chị ơi, 69k có co giãn. Nói chung là cái này thì tầm khoảng là 47 kg trở xuống vừa. 47 kg trở xuống vừa, 40 kg đến 47 kg vừa. Giá 69k BD17. BD17 kèm số điện thoại. BD17 kèm số điện thoại 69k nha. Đó. Rồi. Đây quần có túi hai bên, dây khóa kéo bên hông có co giãn nha cả nhà nha. BD17 giá 69k. BD17 giá 69k, chia sẻ like giùm em chốt đơn. Chia sẻ like giùm em chốt đơn nha. Rồi, chị nào ưng mẫu của em đang mặc trên người á thì đặt cho em là 960 là màu nhạt. Kèm thêm màu luôn nha các chị ơi, 960 màu nhạt và 961 màu đậm dùm em. Rồi xong mẫu này nha, em sẽ chuyển thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo. Chị nào lấy mẫu nào đặt hàng cho em luôn. Là mã hàng với số điện thoại em chốt đơn nha các chị, đợi em vài giây nha. Em chuyển thêm cho mình một cái sản phẩm khác. Ai lấy mẫu nào đặt hàng cho em luôn. Mã hàng nào với số điện thoại nè, để em chốt sale cho cả nhà nha. Rồi chờ em vài giây, em chuyển thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Ưng ý mẫu nào đặt hàng sớm cho em, mã hàng với số điện thoại nha. Mã hàng với số điện thoại em chịu hàng. Rồi em lên cho mình một cái mẫu đầm này. Đây là DA1153. 1153 vẫn đang có cho mình đủ size. Và hôm nay em sẽ sale luôn 199k. 1153 199k. 6 cái size M, 5 cái size L. Còn lại là em còn XL với 2X nha. Em sale 199k mẫu này. 199k mẫu này, chị nào ưng đặt hàng sớm giùm em. Em chốt đơn liền trên like cho cả nhà mình luôn. Nhanh tay nhanh tay các chị ơi. Đây là DA1153.
Rồi vải lụa nha, mịn êm mát này, dây khóa kéo đằng sau. Cái này em xả kho luôn 199.000 đồng, mặc rất là sang. Cái màu này nó lên da rất là trắng da ha, và mặc nó cũng tây nữa. Mặc được 4 mùa quanh năm luôn. Và đầm này em sale là giá chỉ có là 199.000 đồng. 199k em có hai màu. Chị nào lấy màu hồng đặt cho em là 1152. Chị nào lấy màu hồng đặt cho em 1152. Và chị nào lấy màu da thì đặt cho em là 1153. Màu da là 1153. Đó, màu da là 1153 và màu hồng là 1152. Giá sale xả hàng 199k. 199k rồi, chị nào ưng ý đặt hàng ngay bây giờ em chốt đơn. Nhanh lên nha các chị ơi, rồi tiếp tục lên đầm. Lên 69k tiếp nha, lên hàng 69k tiếp cho các chị. Chia sẻ like dùm em luôn nha các chị ơi, trên tường nha. Và chia sẻ vào các cái nhóm dùm em để em chốt sale nha cả nhà. Chờ em một chút xíu nha. Em lấy hàng ra cho mình, sale cho mình luôn. Ai lấy mẫu nào đặt hàng sớm giùm em, mã hàng với trên số điện thoại cho em luôn. Mã hàng với số điện thoại em trước đơn. Rồi em có cái dung này Z44. Chờ một xíu nha. Không có. D18. À B BD18 thôi, ghi là D18 đi, D18. D18 cái này em sale luôn 69 nha, chuẩn bị em lên một cái dung cho mình. Để em nhập mã số cho mình luôn. Chị nào ưng đặt hàng sớm giùm em chốt đơn. Cái này là D18 nè. Các chị ơi, đầm em đang mặc màu da là DA1153. Màu hồng là 1152, em sale giá là 199.000 đồng nha. Rồi. Go. Đây các chị ơi. Ồ cái dung này hơi lên form hơi đẹp á. Rồi đây các chị nè, có một cái đai luôn, đai liền luôn. Rồi cái phần này nó sẽ phối lưới cho mình, nhẹ đây cho mình ha. Rồi đẹp lắm, cái màu hồng này xinh có chừng. Và cái này em còn size M nha. À em còn size L nha. Size L nhưng mà tầm khoảng là 50kg trở xuống vừa thôi nha. 50kg trở xuống em sẽ trừ hao một chút xíu để mình mặc cho thoải mái. Size L nha, một cái size L cuối cùng. Rồi em chốt sale luôn trên line. Giá chỉ có là 69k, D18 69k, 50kg trở xuống vừa. 50kg trở xuống vừa, vải rất là mịn êm và có túi nè, có túi hai bên cho mình luôn. Cái này là D18, D18 giá 69k để báo giá luôn. D18 giá 69k, 69k mẫu này. Đó, D18 giá 69k, chị nào ưng ý đặt hàng cho em luôn. D18 giá 69k, 50kg trở xuống vừa. 50kg trở xuống vừa, nhanh tay lên các chị ơi. Đó, 69k mẫu này. D18 giá 69k. 50kg chịu xuống vừa, nhanh nha các chị ơi, hàng còn ít nha các chị, cái này em có một cái rồi đó. Em xả luôn giá 69k cho các chị ngày hôm nay. Chị nào ưng ý đặt hàng cho em luôn, mã hàng của điện thoại cho em. Còn đầm em đang mặc là 1153 màu da và 1152 là màu hồng. Em sale là 199k. Rồi, chị nào lấy mẫu nào thì đặt hàng cho em nha. Em thì sẽ ưu tiên mặc những cái mẫu mà nó sẽ đủ size cho mình để mình đặt cho nó dễ ha. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào đặt hàng cho em luôn, mã với số điện thoại luôn, 1153 màu da và 1152 màu hồng. 199k, 199k. Nhớ chia sẻ like dùm em luôn nha. Trên tường nhà chia sẻ vào nhóm dùm em luôn. Hàng còn rất là ít nên các chị cố gắng đặt hàng càng sớm càng tốt nha. DA1153 màu da và 1152 màu hồng. Giá sale xả hàng 199.000 đồng. 199.000 đồng, chị nào ưng đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn. Là mã số sản phẩm nè, với số điện thoại cho em nè, để em chốt sale liền trên like cho cả nhà nha. Rồi tiếp tục em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Ai lấy mẫu nào đặt hàng sử dụng em luôn. Ai lấy mẫu nào đặt hàng sử dụng em luôn. Là mã hàng nè với số điện thoại nha. Để em chốt sale liền trên like cho các chị. Rồi em mặc cho mình một cái mẫu đầm đang rất là hot của bên em luôn. Đang rất là hot của bên em luôn các chị ơi. Cái màu này nhìn thấy mê lắm nha. Đây em mặc nè. Chờ em vài giây nha. Chị nào ưng mẫu nào đặt nhanh chóng này các chị ơi, nhớ chia sẻ like dùm em luôn. Trên tường nhà vào nhóm, ở đây em có mẫu này là DA1151 lá vàng. 1141 lá vàng rồi em sale luôn. Giá chỉ có là 249.000 đồng. 249k đồng em đang mặc trên người, chị nào lấy đặt hàng sử dụng em nha. Em chốt sale liền trên like cho cả nhà mình luôn. Nhanh tay nào cả nhà ơi.
Rồi chị Hiền Nguyễn ơi, cái đầm màu da vừa nãy em mặc là 1153, em sale là 199k chị Hiền nha. Rồi chị Hiền mình đặt mẫu đó là trên 1153 màu da ha. Và đầm em đang mặc trên người đây. Ồ, cái điện thoại đây nó không có nhảy comment. Em bị sót comment mấy chị. Rồi cái chị ơi, đầm em đang mặc trên người đây là 1141 lá vàng và 1142 là lá đỏ. Thì hai cái mẫu này em sẽ sale luôn. Từ giá gốc là 450 sale còn 249. 249k rồi các chị ơi, tiếp tục chia sẻ giùm em nha. Trên tường nhà chia sẻ vào nhóm giùm em. Đầm này có kèm túi hai bên cho mình, vải rất là mềm và chất thì cực kỳ là mát luôn. 40 kg đến 65 kg là mình mặc vừa, nhanh tay mình lên đơn hàng liền cho em nha. Nhanh tay mình lên đơn hàng liền ạ. 1141 là lá vàng, 1142 là lá đỏ. Hai màu cho mình lựa chọn. Giá sale là 249.000 đồng. 249.000 đồng. Đầm em đang mặc trên người. Rồi bây giờ chị nào mình lấy đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn, mã hàng với số điện thoại cho em nha. Từ 40 kg đến 65 kg là vừa. Rồi bây giờ chị nào ưng ý đặt hàng, nhanh tay lên các chị ơi. 1141 lá vàng và 1142 là lá đỏ. Chốt giá 249.000 đồng. Thắt lưng này mình gộp đơn cho em nha, 597.000 đồng trở lên. Em tặng kèm quà tặng thắt lưng cho mình và sẽ miễn ship toàn quốc cho các chị mình luôn. Rồi chuẩn bị em lên cho mình một cái mẫu đầm khác xả hàng cho mình tiếp nha. Ai lấy mẫu nào đặt hàng cho em luôn, mã số với số điện thoại em chốt sale nha. Rồi lên cho mình một cái mẫu này. Mẫu này là một cái đầm vải lụa, mã sản phẩm 838. Rồi 838 cái này em sale luôn cho mình giá 99k thôi các chị ơi, rất là rẻ, đẹp. Vải đẹp nha, mình nhìn kỹ cái vải cho em là mình được biết rồi. Hàng xịn cho mình nha. Đó, còn đúng một cái sale 99 luôn, mã 838. 838 giá 99k, 838 giá 99k xếp ly nha. Xếp ly này các chị ơi, xếp ly vuông nè. Bên trong lớp thun cô tông mã 838, giá 99k mẫu này. 99k mẫu này chị nào ưng đặt hàng cho em luôn, 838 kèm số điện thoại, giá 99k. Nhanh tay mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. 838 99k. Eo 68 trở xuống nha các chị ơi. Eo 68 trở xuống vừa. Mã sản phẩm 838, eo 68 trở xuống vừa, giá 99k. Rồi đầm em đang mặc trên người là DA 1141 lá vàng, 1142 lá đỏ. Hôm nay sale luôn trên live với giá chỉ có là 249.000 đồng. 249.000 đồng thôi. Rồi bây giờ ai lấy đặt hàng nhanh cho em luôn, là mã số với số điện thoại để em chốt đơn. Nhanh tay nha các chị ơi, lên đơn đúng cú pháp luôn. Lên đơn đúng cú pháp cho em luôn, mã hàng với số điện thoại nào, đẹp chưa? Đủ hàng đủ size, vải von hàng mặc rất là mát, có túi bên trong và có lớp lót thun cô tông bên trong và có túi hai bên. Mở 1140 còn nha chị Thảo ơi, để tí nữa em lên cho. Tí nữa em lên cho mình. Thường cái chị thấy em ít mặc cái đầm 1140 đúng không? Tại vì cái đầm đó nó đang rất là cháy hàng. Thôi để tí nữa em tranh thủ em mặc nha. Còn cái gì em bán cái đấy cho mình. Chị nào ưng thì cố gắng đặt nhanh chóng giùm em nha. 1141 lá vàng và 1142 lá đỏ. Em sale giá 249.000 đồng. 249.000 đồng thôi cả nhà ơi. Tranh thủ mình lên đơn liền giùm em. Ngay bây giờ để em chốt sale nha. Tranh thủ mình lên đơn ngay bây giờ dùng em để chốt sale liền trên live cho cả nhà mình luôn. Rồi xong chưa các chị ơi, em chuẩn bị lên mẫu khác cho các chị mình nè. Ai lấy mẫu nào đặt hàng thì dùng em, là mã số sản phẩm nè, với số điện thoại nè, để em chốt đơn liền trên live cho cả nhà mình nha. Chờ em một chút xíu nha. Rồi xong chưa các chị, mã này là 1141 lá vàng và 1142 là lá đỏ. Chốt sale luôn trên live giá 249.000 đồng. 249.000 đồng, von hàn mặc rất là êm và mát nha. Rồi nhanh tay lên các chị ơi, chuẩn bị qua mẫu khác. Chị nào lấy mẫu nào đặt hàng cho em luôn, mã với số điện thoại em chốt sale nha. Rồi đợi em vài giây nha, em chuyển sang cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Chia sẻ like dùm em luôn nha. 1140, 1140 em còn nhưng mà em còn ít thôi nha. Chờ em một xíu em kiếm nó em mặc cho mình xem. Các chị ơi, nếu như á mà mình thích cái đầm này rồi á thì á mình cố gắng mình săn sớm nha các chị, đặt trên like này luôn cũng được nè. Giá hôm nay sẽ ưu đãi cho mình rồi. 1140 lên sàn. Đây, mã này là 1140 nè. Đầm von hàn họa tiết hoa 3D. Rất là sang luôn. Và cái mẫu đầm này thì hôm nay em sẽ sale cho các chị mình luôn. Là giá chỉ có là
là giá chỉ có là 319 thôi, giá gốc nó là 500, em xây trên là 319. À, lấy mẫu này đặt hàng cho em là DA1140 và kèm cho em sinh họ luôn, 1140 và kèm cho em sinh họ em chuyển hàng nè. Đó, vải rất là mềm nha, ở trong lót nè, lót thun cô tông nè, có túi nè. Đó, 1140 chị nào ưng đặt liền giùm em. Dạ, 838 thì nó tổng khoảng là 50 kg chiều xuống, à khoan, 838 tổng khoảng là 40 47 48 kg chiều xuống vừa thôi nha chị Bảo Dương ơi. Rồi, đầm em đang mặc trên người đây là 1140. 1140 chốt giá là 319.000 đồng. 319k đầm em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này comment cho em luôn mã hàng nè, với số điện thoại em chốt đơn. DA1140 và kèm cho số điện thoại nha, đẹp chưa? Đó. Nhanh tay mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Là mã số sản phẩm nè, với số điện thoại cho em nè, để em chốt sale liền trên live cho cả nhà mình nha. 1140 và kèm cho số điện thoại luôn. 1140 và kèm cho số điện thoại em chuyển hàng từ xa giảm ngay trên live, giá chỉ còn có là 319.000 đồng. Hiện tại mẫu này có size M, size L, XL và 2X, nhưng đa số chỉ còn size XL thôi, còn lại là ba cái size kem gần hết hàng rồi. Size M, size L và 2X là gần hết rồi nha các chị. Rồi bây giờ là 1140, chị nào ưng đặt liền cái phần cổ nó phối ren cho mình ha. Rồi, đầm này chốt giá 319k. Phần này nè, nó xếp ly cho mình, anh gian được với vòng 1 cho mình nữa nè. 1140 hai lớp cho mình nha. Đây, lớp đó thun cô tông cực kỳ là mát luôn. Ai lấy đặt hàng cho em luôn. DA1140 và kèm theo số điện thoại nè. 1140 và kèm số điện thoại chốt sale liền trên line này là giá chỉ có là 319.000 đồng. 319.000 đồng thôi nha cả nhà ơi. Chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng sớm giùm em là mã số sản phẩm nè, với số điện thoại màu này đẹp ha. Lên da rất là trắng da cho các chị mình luôn. DA1140 và kèm theo số điện thoại chốt sale liền trên line cho các chị giá 319 nha. 319k đồng em đang mặc. Rồi xong chưa cả nhà, chuẩn bị em lên mẫu khác nè. Chị nào mình ưng mẫu này đặt hàng cho em luôn mã hàng với số điện thoại nè. 1140 nha các chị ơi, 1140 chốt giá là 319k. 319k đồng em đang mặc, nhanh tay lên đơn liền giùm em chuyển hàng nha. Đó, form xòe rộng cho các chị mình luôn. 4 size cho các chị lựa chọn nha. M, L, XL và 2X. Chị nào mình ưng ý mẫu này đặt cho em 1140. 1140 và kèm số điện thoại luôn, 1140, giá chỉ có 319k. Cái này là 40kg đến 65kg là mình mặc vừa nha. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Rồi bây giờ ai lấy mẫu này đặt hàng cho em luôn. DA1140 và kèm cho em số điện thoại nè. Chỉ có giá 319.000 đồng mẫu này. Rồi bây giờ sẽ chuyển thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nha. Ai lấy mẫu nào đặt hàng sử dụng em là mã hàng với số điện thoại nè, em chốt sale liền trên live cho cả nhà mình luôn. Rồi đợi em một chút xíu nha, em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đầm khác. Mình chia sẻ like dùm em luôn nha các chị ơi, trên tường nhà cũng như chia sẻ vào các cái nhóm dùm em nha. Mẫu tiếp theo em lên cho mình là một cái mẫu đầm von hàn họa tiết đẹp là dễ mặc cho mình nè. Ở đây em có là DA1143 họa tiết xinh ha. Cái mẫu này không có kén da đâu, da trắng da ngâm mình mặc được hết luôn á. Rồi em đang mặc trên người là DA1143 và em sẽ sale trên line này cho các chị á, là giá chỉ có là 249.000 đồng thôi. Đầm này em đang có đủ size, chị nào lấy cứ đặt hàng cho em nha. Chị nào lấy cứ đặt hàng cho em luôn là mã với số điện thoại em chốt đơn. Rồi, đây là DA1143. Có túi hai bên cho các chị nè. Và em mềm, mát lạnh, thoải mái, dễ chịu luôn. Rồi bên trong là lót thun cô tông. 1143 chốt sale luôn trên line 249k nha cả nhà. 1143 và kiểu số điện thoại. À thôi được rồi, em sẽ giới thiệu luôn cho mình một cái màu này. Chị nào thích màu này đặt luôn cho em 1130. Đó, tùy vào mỗi người, chị nào thích cái màu sáng hơn thì chọn 1143. Mà chị nào thích cái màu đậm hơn một xíu thì mình chọn cho em 1130. 1130 nha, cùng một kiểu luôn nha các chị nha. Và cùng một họa tiết đó. Nó chỉ là cái phối màu của nó khác nhau thôi. Rồi, cái này em sẽ luôn 249 nha. 249k ai lấy đặt hàng 1130 cho đằng sau luôn nha. 1130 mẫu này và em đang mặc là 1143. Cái này là em sale 249.000 đồng luôn. Phần tay này có bo cho mình cái phần tay và vẫn là có chữ heo ra cho mình nên mình mặc thoải mái nha. 249k mẫu này. 249k mẫu em đang mặc trên người, lên đôi liền dùng em nha.
Rồi chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng xưởng giùm em luôn, là mã hàng với xuyên thoại em chốt đơn. Đầm này em sẽ có hai lớp cho mình nha các chị ơi, phải mặc rất là êm. Ai lấy mẫu này thì mình comment cho em luôn mã số sản phẩm nè, với số điện thoại nè, để em chốt đơn liền trên like cho cả nhà mình luôn ạ. Chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng cho em luôn mã hàng với số điện thoại nha. Mã hàng với số điện thoại em chốt sale liền trên like này luôn ạ. Rồi nhanh tay nha các chị, đầm này em sale 249k. DA1143 là mẫu em đang mặc và đây là 1130. Đó. Các chị thật sự nhiều khi nhìn sâu qua mình tưởng là hai mẫu khác nhau, nhưng mà thật ra đó cùng một mẫu luôn và cùng một cái họa tiết, nó chỉ khác màu thôi. Cái này là 1130 này, em ướm thử cho mình xem nha. 1130 mẫu này em sale là 249.000 đồng. 249k mẫu này 1130. Và em đang mặc trên người đây là 1143, cũng 249k. Hàng này hàng đủ size luôn, đủ size ML, XL và 2X là em đều có hết luôn, từ 40kg đến 65kg là vừa nha. Rồi nhanh tay mình lên đơn hàng liền dùm em. Hôm nay các chị gộp đơn đi, mình cứ gộp đơn 597.000 đồng trở lên em tặng kèm quà tặng thắt lưng và miễn ship toàn quốc cho các chị nha. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình luôn hàng 99k cho mình xong nha. Những mẫu còn ít em sẽ ướm thử cho mình thôi, em sẽ không mặc tại vì có vài cái mặc thì sẽ mất thời gian. Rồi đây, cái này em có là DA879 nha, hoa nhí 879 hoa nhí nha, form đậm chùa đẹp. Cái này á, em sale cái này thực sự là lỗ luôn á, chứ thực sự cái mẫu này là em may rất là tốn vải và tốn công rất là nhiều. Đầm này nó may hai lớp rồi còn form xòe bẹp lưng cho mình nữa, em còn 9 cái, em xả 99k. Size M nha các chị ơi, eo 70 trở xuống vừa nha. Đầm này eo 70 trở xuống vừa. Rồi giá chỉ có là 99k mẫu này. Cái phần này nè, em không mặc lên được, nhưng mà các chị yên tâm là cái form này nè, nó giấu bụng cực tốt luôn nha. Chị nào có bụng nó che bụng nè, rồi nó sẽ ăn gian được cái vòng ba cho mình nè. Đó, đầm này là vải ở trên là vải văn tâm và ở dưới là chất chiết foam, bên trong là lót thun cô tông. Cái này là DA879 giá 99k. 879 còn size 9 cái size M nha, 9 cái size M em sẽ sale giá 99k cho mình. 99k mẫu này mã 879 kèm số điện thoại. 879 kèm số điện thoại 99k. Nhanh nha các chị ơi, còn em còn 9 cái cuối cùng á, em sale giá 99. Em sale giá 99k cho các chị. Chị nào lấy mẫu này đặt hàng cho em luôn, 879 kèm số điện thoại cho em. Rồi các chị ơi, đầm này của em 1143. DA1143 đang mặc trên người đây, sale giá 249.000 đồng. Lên đơn ngay bây giờ cho em nha cả nhà. Rồi em có đầm của bé, nãy giờ quên nói đầm của bé ha các chị ha. Rồi em có đầm của bé giá 19k. Em có đầm của bé giá 19k, áp dụng các chị mua đầm của người lớn rồi mình sẽ được mua đầm của bé giá 19k nha. Đây, cái này là 279 nè, em còn mấy cái nè. Mã 279 giá 19k chưa có ủ mình nhìn đỡ giùm em nha. 279 em còn 4 cái size số 2. Size số 2 là bé tầm 10kg đến 13kg mặc vừa nha. 10 đến 13kg mặc vừa, giá là 19k. 19k nhanh tay các chị ơi. Đó, số 2 bé tầm 10 đến 13kg mặc vừa. 10 đến 13kg mặc vừa, giá chỉ có là 19k. Áp dụng mình mua đầm của người lớn rồi mình sẽ được mua đầm của bé giá 19k. 19k cả nhà ơi. Nãy giờ quên ha, nãy giờ quên, các chị cũng không nhắc em luôn, em quên mất tiêu. Lên đầm của bé giá 19k. Hoa đỏ, mã là 279. Ngoài ra em có cho mình thêm hoa vàng. Hoa vàng mã 280 nè. Đây là cái đầm này em ủi rồi nè. Cái đầm này em ủi rồi nè, cả nhà nhìn cho em cái chất nè, đẹp chưa. Đây là DA2780 hoa vàng, hoa lily màu vàng nè, đó 19k. Cái hoa vàng này là 280, để em kiểm lại nha. 280 còn 3 cái size số 2 và một cái size số 5 luôn. Một cái size số 5 là bé tầm khoảng là 23kg trở xuống vừa. Một cái size số 5. Còn lại là size số 2. Size số 2 là 10 đến 13kg. Giá 19k, giá 19k đặt nhanh cho em nha. Ngoài ra em có cho mình đầm ren xanh. Đầm ren xanh đây, 258. 258 nha các chị ơi. 258 còn cho mình hai size, số 2 và số 3, mã 258, giá 19k. Mình có con gái mình mua cho con gái, hoặc không có thì mình mua cho cháu gái mình đi các chị ơi. Có 19k thôi, nhưng yên tâm là vải đẹp nha. Tại vì cái này là em đang lên chương trình là mình mua đầm của người lớn sẽ được mua đầm của bé giá 19k á. Chứ mà thực sự cái vải hàng hàng chất lượng, hàng là hàng chất lượng, hàng xịn cho mình đó. Rồi nhanh tay nha các chị ơi, 19k thôi. 258 là đầm ren xanh,
280 là hoa vàng, 279 là hoa đỏ. Đó. Rồi 19k thôi. Đặt sớm cho em nha các chị ơi, đặt sớm em chốt đơn nha. Đây em sẽ treo đằng sau đi ha, để cho các chị dễ đặt. Chị nào thích thì mình lên đơn. Cái này là có 19k thôi, rẻ vô cùng rẻ luôn. Chia sẻ like giùm em và mình đặt hàng sớm nè. Đó, đầm của bé giá 19k. Còn bây giờ đầm của em đang mặc trên người mã là 1143. 1143 sale 249k. Còn cái đầm bên này nè là 1130 cũng 249 luôn nha. 40 kg đến 65 kg là mình mặc vừa. Rồi bây giờ ai lấy mẫu nào đặt hàng sớm giùm em. Làm mã nè, với điện thoại nè, em chốt đơn. Nhanh chóng nha cả nhà ơi, có túi nha. 4 size ML, XL và 2X. Từ 40 kg đến 65 kg là vừa. Chị em mình lấy mẫu này, comment cho em là mã hàng với số điện thoại nè. Mã hàng với số điện thoại em chốt sale liền trên live cho các chị mình luôn. Chia sẻ live giùm em nha các chị ơi. Chia sẻ live giùm em luôn trên tường nhà vào nhóm nha. Đầm em đang mặc trên người đây. 1143 em đang mặc trên người nha. Cái này em sẽ sale luôn cho mình luôn. Mẫu này em sẽ sale cho các chị mình luôn, giá chỉ còn có là 249.000 đồng. 249k đồng em đang mặc trên người, chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em là mã hàng với số điện thoại em chốt đơn nha. Nhanh tay cả nhà ơi. Rồi, đặt sớm giùm em nha các chị. Lên đơn ngay bây giờ em chịu hàng luôn. 1143 là mẫu đầm em đang mặc, còn 1130 là cái này 249 rồi. Em sẽ chuyển thêm cho mình một cái đầm tiếp theo. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt hàng cho em luôn mã hàng với số điện thoại em chốt đơn. Mã hàng kèm số điện thoại em chốt đơn liền trên like cho cả nhà nha. Chờ em một chút xíu nha, thay thêm cho mình một cái sản phẩm khác. Ở đây có một cái đầm này Volter ánh nhũ hàng cao cấp, và hôm nay xả rẻ cực kỳ nha các chị, không thể tin nổi luôn. Không thể tin nổi luôn các chị, đây là 907 nè. 907 em xả luôn 159.000 đồng mẫu này. 159k mẫu này. Ai á? À, ok, cảm ơn em nha. Rồi, các chị ơi, đầm em đang mặc trên người đây là DA907 nha. DA907 nha cả nhà ơi, đầm em đang mặc trên người đây là em xả luôn 159 luôn nè. Cái này là 907. 907 nha các chị. Còn cho mình là 40 cái size M. Em xả luôn 159. Thực sự cái đầm này được cho em bán rất là chạy hàng. Các chị nhìn thôi mình cũng biết rồi đúng không? Cái đầm này mà đủ size thử coi, đi hàng nườm nượp luôn. Khách đặt hàng rất là nhiều, mà nhiều khi các chị đặt mà em còn hết hàng, báo hết hàng nữa. Mà hôm nay em chỉ còn size M mà đến tận 40 cái lận. Em xả rẻ luôn cho nó sạch kho, cho nhanh hết hàng luôn. 159k. Cái này em chưa có ủi đâu đó, mà cái chị nhìn cái vải của nó thực sự là rất là ít nhanh. Nếu mà chưa ủi mà như vậy là cực kỳ ít nhanh rồi đó. Mang ra từ trong gói hàng là mặc luôn. Ống nè, không có bị là kiểu như là mình sờ sờ lên nào dính kim tuyến trên tay là không hề có nha cả nhà, không hề có. Giặt tay giặt máy vô tư. Và cái form nó dài tới ngay cái phần cổ chân của mình, có túi nữa. Dây khóa kéo ra đằng sau. Size M này là L72. Size M L72 bon chen lắm thì L73 trở xuống vừa. Giá 159k xả lỗ. Xả lỗ luôn 159k mẫu này, mã 907 kèm số điện thoại đây nha. 159k thôi, 907 và kèm số điện thoại. Quá đẹp và quá rẻ luôn. Quá đẹp và quá rẻ luôn cả nhà ơi. Lên đơn ngay bây giờ cho em luôn ha. Mã với số điện thoại em chốt đơn. Mã với số điện thoại em chốt đơn 159k. 159k đầm em đang mặc, nhanh tay nào cả nhà ơi. Trời ơi. 159k mẫu này, chị nào lấy lên đơn cho em luôn. Mã hàng với số điện thoại nha. Ôi cái đầm này vải xịn. Các chị ơi, vải này vải xịn cực kỳ, cầm nặng tay luôn. Mà cái vải nó rất là mát nha các chị. Vải cực kỳ mát luôn. Rồi cái đầm này của em nè, có cái sợi dây để mình cột eo vô. Và co giãn nha. Co giãn nhiều. Co giãn nhiều.
Cái chị ơi, vải vải này xịn lắm luôn á, nặng tay cực kỳ, nhưng mà nó có một cái lỗi một xíu, đó là nó bị đứt cái phần chỉ ở đây, đứt cái phần chỉ ở đây, về cái xong mình may lại dùm em nha cả nhà, đứt cái phần chỉ ngay cái chỗ này, để em xem coi có dính dây kéo không nha, chắc là ngay chỗ dây kéo quá ta, để em xem kéo thử nha. Cái này em xả luôn, em còn đúng một cái cuối cùng, không tới đâu, chưa tới dây kéo nha. Tới đây à, vừa vừa tới, kéo tới đây thì ở đây nó bị rách một xíu, chút xíu à. Rồi thì về mình may lại cho em. Cái này cực kỳ xịn, nặng tay, cái này chắc chỗ, cái này chắc cầm cầm chắc cả ký không ta, gần nửa, hơn chắc chắn là hơn nửa ký, cái đầm này chắc chắn hơn nửa ký, nặng lắm. Vải xịn cực kỳ mà nó lặng nha, cầm vô nó rất là lặng tay luôn, và nó có co giãn rất là nhiều nè. Thì em còn một cái ở đây, cổ sẽ là cổ đắp chế và nó có cái dây đai. Rồi cái này em xả hàng nha. Các chị ơi, chị nào muốn săn cái này, chuẩn bị tinh thần liền. Cái dây đai này nè các chị, cái dây này mình cài vô. Nhưng mà thôi để em tháo ra trước đi, để mình xem dễ cái form. Với em đo cho mình xem cái eo nó bao nhiêu, em đo cái eo bao nhiêu cái đã. Trời ơi, cầm cái đầm mà em mỏi tay luôn các chị ơi. Còn một cái cuối cùng em xả nha, chờ em một xíu báo giá sau. Cái này eo mình tầm khoảng là chưa co giãn eo nó 70, co giãn rồi eo mình 76 luôn. Eo 76 vẫn vừa, 70 76 chữ xuống vừa. Mã sản phẩm là D19 này, chờ em xíu nha, em ghi cái mã, còn một cái size M. Và em sẽ xả hàng luôn, cái này là 159.000 đồng, 159k. Phải xịn nha các chị, phải xịn chứ không phải ấy đâu, rất đẹp luôn. Rồi đầm này nha, co giãn cực tốt nha, nó sẽ dài tới ngay phần cổ chân. Rồi chia sẻ liền dùm em nha, cái này ai có chia sẻ chút đơn, chia sẻ 3 lần dùm em ạ. Cái màu xanh của nó gần giống như cái màu xanh cổ vịt á, gần giống như màu xanh của vịt đó các chị. Trời ơi, nó dài tới này, nó bằng cái maxi của em đang mặc á, nó bằng cái 907 em đang mặc luôn nha cả nhà. Em xả 159 mã D19 kèm số điện thoại gấp dùm em nha, có đúng một cái rồi, nhưng phải kèm thêm 3 lần chia sẻ. Trời ơi, cái dây này nó có co giãn nữa nè, 159k quá rẻ. Mà nhớ, mình nhớ là nó sẽ có một cái phần đứt chỉ ở đây, về mình sửa lại dùm em nha. Em xả cho mình xả lỗ luôn rồi đó, lỗi gì là em nói trước, để mà mình về mai mốt mình nhận được hàng thì mình thông cảm giùm em nha. Cái này em xả 159k D19, mình may lại cái chỗ này thôi mà mình mua được cái đầm này có 159k. Tội gì không mua cái chị, tội gì không mua thì mình khâu bằng tay cũng được đó, vậy thôi. Phải xịn nha, trời ơi, em cầm cái đầm em mỏi tay luôn á cái chị. D19 giá 159k, còn đầm em đang mặc trên người là 907 159k luôn, còn size M nào cũng còn size M hết trơn, size M mua 5 thế nào lúc nào cũng còn size M hết trơn các chị. Rồi bây giờ các chị ơi, đầm em đang mặc trên người là 907 159k, và cái đầm màu xanh của Việt kia cũng là 159k. Trời ơi, đầm này mà chị nào không mua cực kỳ tiếc nha, các chị mà không mua là em lấy mặc luôn á thiệt, các chị không mua là em lấy mặc luôn. Trời ơi, cái vải nó đẹp. Rồi, phải xịn lắm nha, các chị không mua là em lấy mặc luôn á thiệt, em làm hôm nay thôi đó, tối nay mà em chưa thấy ai lên đơn là rồi em lấy mặc luôn. Rồi bây giờ các chị ơi, đầm em đang mặc trên người là 907 nha, 907 đầm này 159k, 907 kèm xin hỏi, nhớ là kèm thêm 3 lần chia sẻ mới chốt nha. Đó, còn đây nè, 907 nè, em xả 159k, bên trong nó thun cotton tông có túi nữa nè, 159k cũng này. Chia sẻ nha các chị ơi, chia sẻ 3 lần và comment cho em là mã với số điện thoại. Mã với số điện thoại em chốt nha, mã với số điện thoại em chốt đơn. Tiếp tục lên thêm cho mình một cái đầm nữa đây. Vonter, ơ quên nhầm, Vonter không biết các chị mình biết vải này chưa. Vải này thì ưu điểm của nó rất là nhiều, vừa mềm vừa nhẹ vừa mát vừa không bị nhăn nhầu. Mềm nhẹ mát không bị nhăn nhầu. Đây,
Đầm này của em với mã sản phẩm là 1137, rồi 1137 này em sẽ sale luôn cho mình nha. Giá chỉ có là 249k. Có túi luôn, bên trong nó cùng cô tông từ 40kg đến 65kg vừa. D19 chị Bảo Dương ơi, mình kèm thêm cho em số điện thoại nữa nha. Chị kèm thêm cho em số điện thoại để mấy bạn lên đơn. Rồi. À em hình như em chưa báo giá cái đầm D19 đúng không? Để em báo giá luôn. D19 159k. L72 đến 76. Rồi, đầm em đang mặc trên người là 1127 nha. 1127 đây, cổ của nó đây. Đẹp chưa? Đầm này có hai lớp, có túi hai bên cho mình nè. Đầm này em sale lần 249.000 đồng. 249k mẫu đầm này, ai lấy lên đơn thì giùm em. Anh nó vừa mang xuống xong anh mang lên. Rồi ra hương trên like này 249.000 đồng. Đầm em đang mặc trên người, đặt sớm cho em nha, để em chốt sale liền trên like cho các chị. 1137 và kèm trên điện thoại. 1137 kèm điện thoại em chịu hàng. Anh ơi. Nè, tiền nè. 249k đồng em đang mặc trên người nè, 249k. 1137 và kèm cho em xin hỏi luôn. 1137 và kèm cho em xin hỏi em chuyển hàng chưa sai nha. Cổ vuông tay cánh tiên cho mình, chị nào bắp tay to mình mặc không có bị chặt đâu. 4 size ML, XL và 2X, ai lấy mẫu này đặt hàng cho em luôn nha. Comment mã với xin hỏi chị Hiền Nguyễn, ok em chốt đơn luôn. Dạ 65kg, cái mẫu vừa nãy không vừa đâu chị, cái mẫu này với vừa nè. Cái mẫu này với vừa nè, đầm em đủ size nè, DA1137 nha. 1137 đầm em đang mặc, giá hôm nay em sale là chỉ có là 249, 249k thôi. Mình đặt hàng nhanh ngay bây giờ đi cả nhà, để em trừ hàng luôn cái chị. Chứ mình đừng đặt trễ quá nha, trễ quá em hết hàng đó. 1137 và kèm trên điện thoại. 1137 và kèm trên điện thoại em trừ hàng. Em giảm ngay trên like này cho mình là giá chỉ còn có là 249.000 đồng. Phải rất là mềm, form xòe rộng, bên trong kèm lớp lót thun cô tông. Ai lấy mẫu này đặt hàng 1137 và kèm trên điện thoại luôn. 1137 và kèm trên điện thoại để em trừ hàng và em trừ sai nhé. 1137 vải này là von gân, nó sẽ có độ co giãn nhẹ nha các chị. Có độ co giãn nhẹ cho mình một ít thôi. Rồi, ai lấy mẫu này lên đơn cho em luôn, mã hàng với số điện thoại cho em nha. Mã hàng với số điện thoại em chốt sale liền trên like này cho các chị. Giá chỉ có là 249.000 đồng. 249k đồng em đang mặc trên người, đây là DA1137 nha. Rồi xong chưa các chị ơi? Xong chưa các chị ơi, giang tay nè. Em có mấy cái đầm mẫu mới mà em gần hết hàng, em cầm thôi chứ hôm nay em gọi mặt nha. Ý cái này size XL nè. Ủa cái này hệ thống hết XL. 1134 còn một cái XL với lại 29 cái 2X. Sale 199k thôi. Cái này là 1134 199k. Cái em đang cầm đây là cái XL nha cả nhà. Rồi, cái này em sale là 199k, 1134. 1134 kèm số điện thoại 199k. Đây này, cái này là cái size M nè. Này cái size M nè, còn này là cái XL nè. Rồi cái XL này bỏ ra đi. Để mấy bạn. Để qua này đi. Em cầm một cái ra đi. Để đây nhiều với mất công em cầm lộn sai không à. Đây các chị ơi, 1134, 1134 nha. Em còn cho mình là một cái size XL. Có chị nào lấy M luôn không? Em còn cái size M đây nè. Em sao luôn nhá. Em sao luôn ha. Cái này là 199k đó, 1134. 1134 199k đặt nhanh cho em chốt nha. 1134 199k. Em còn một cái M, một cái XL và còn lại là 29 cái size 2X, em sale 199 đẹp ha. Cái màu hoa này đẹp dễ thương nè. Cái hoa này rất là dễ thương thiệt đó, cái chị lên da cũng xinh, lên da cũng trắng da nữa. Đâu rồi, tay em đâu? Đây nè. Thiệt luôn, đeo cái đồng hồ xong thỏ tay không thấy cái da đâu tình cái đồng hồ. Nè cái chị nè, tay. Cái chị nhìn nè, lên cái da của mình nó sẽ trắng da nha cả nhà nha. Cái này em sale luôn là 199k, mã này là 1134. Nãy nó lên kho chơi á. 1134 nha, đầm này em sale là 199k. Rồi cái chị ơi, đầm này của em là 1137 nha, 249.000 đồng. 1137 và kèm xin hoãn trừ hàng. 249k mẫu này lên đơn liền giùm em. Rồi các chị ơi, em có một cái set 69k tiếp tục. D13. Các chị ơi, D13. D13 gồm quần
Quần và áo sơ mi. Gồm quần và áo sơ mi nha cả nhà nha. Rồi 69k mẫu này D13. Em còn tầm mấy bộ ấy? 69k luôn. D13 giá 69k, chị nào lấy nhanh tay đặt liền cho em nha. D13 giá 69k. D13 giá 69k, áo sơ mi và quần. Quần ngắn ngắn như vậy cũng mặc thoải mái nè. Nhưng mà cái này thì size M, nhưng mà form sẽ là form nhỏ, tương đương với size S. Nên là các chị tầm 47kg trở xuống vừa, 45-47kg trở xuống vừa. Mã D13 giá 69k. Mình không vùng mua cho con gái mình mặc các chị. Mình không vùng mình mua cho con gái. Các chị ơi, có 69k. Đợt trước em hay may đầu một đồ của chị, đồ của tầm khoảng là tuổi teen. Tuổi teen đấy các chị. Đó. Rồi tầm mười mấy tuổi hay là hai mấy tuổi gì đó. Chứ em hay may á. Giờ em không có may nữa, em tập trung đồng trung niên cho các chị nhiều hơn. Rồi, đây là cái này là em còn sót kho lại. Em sẽ sale xả cho nó sạch kho chứ không hoàn toàn là không lấy lời. Mà mình nhìn một cái áo sơ mi và quần như vậy mà 69k là đâu có đủ tiền đâu, đúng không các chị? Em vẫn xả luôn 69k, mã là D13. Rồi. Đầm em ra ngoài trên người đây là 1137 nha, 249.000 đồng. 249k lần này, 249k hàng mới nè. Cái này là 40kg đến 65kg là mình mặc vừa luôn. Chị nào lấy đặt hàng cho em luôn, 1137. 1137 và kèm cho em xin hỏi, 1137 và kèm xin hỏi chốt giá 249.000 đồng. 249.000 đồng mẫu đầm này lên đơn cho em là mã hàng với xin hỏi chốt đơn DA1137 và kèm cho em xin hỏi nha. 1137 và kèm xin hỏi chốt sale liền trên line này cho các chị mình là giá chỉ có 249.000 đồng. 249.000 đồng thôi, chị nào lấy đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn. Là mã hàng với xin hỏi em chốt đơn. Mã hàng kèm số điện thoại em chốt đơn nha. Rồi tiếp tục em sẽ thay thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Ai lấy mẫu nào thì đặt hàng cho em luôn. Mã hàng với số điện thoại nha. Mã hàng với số điện thoại em chốt sale liền trên like cho cả nhà mình nè. Rồi đợi em một chút xíu nha. Em có thêm cho mình một cái đầm này. Con tơ, đây con tơ cả nhà ơi. Con tơ mềm nhẹ, nhẹ tông và mặc rất là mát nè. Rồi đầm này em sẽ sale luôn. Để em vài giây nha, em mặc lên. Đây là DA11. Đây là DA1146 nha. Cái này em sẽ có 4 size cho mình lựa chọn luôn, M, L, XL và 2X. Rồi từ 40kg đến 65kg vừa, mã là 1146. Em chốt sơ luôn 249.000 đồng. 249k mẫu này, nhanh tay cả nhà ơi. Mình comment cho em là mã hàng với xin thoảng chút đơn. Comment cho em là mã hàng và kèm cho em xin hỏi nha. Để em chốt sale liền trên like cho cả nhà mình luôn. Ưng mẫu này đặt hàng cho em nha. Ưng mẫu này mình đặt hàng cho em nha cả nhà ơi. Mã hàng với số điện thoại. Đầm này của em chốt sale luôn trên like. Giá chỉ còn có là 249k. Đầm em đang mặc trên người. 249k mẫu đầm này. Lên đơn liền dùm em. Mã hàng với số điện thoại em chốt đơn. Mã hàng kèm xin thoảng chất đơn. Cái này là 1146 nha cả nhà ơi. 1146 nha, form xè rộng nè. Bên trong nó full cotton kèm túi hai bên cho các chị mình luôn. Giá hôm nay em sale cho mình là 249.000 đồng. 249k đầm này, chị nào lấy đặt liền. Vanter thì nó rất là nhẹ và mát nha các chị ơi. Hiện tại em đang có cho mình đủ size luôn. Chị nào lấy đặt hàng cho em nha các chị, 1146 và kèm xin hỏi màu sắc dễ mặc nè. Không kén da, da trắng hay là mình da ngâm gì đó mình cũng mặc được hết. 1146 và kèm cho em xin hỏi nha. 1146 và kèm cho em xin hỏi chốt giá 249. Chốt giá 249k từ 40kg đến 65kg vừa. Lên đơn ngay bây giờ cho em luôn. Mã hàng với xin hỏi trời xinh dễ sợ luôn. Đó, nhẹ tông à cả nhà ơi. Đầm này em sale nha, 249. 249k, còn chị nào lấy được đặt hàng sử dụng em. 1146 và kèm số điện thoại. 1146 và kèm cho số điện thoại em chịu hàng. 1146 chốt sale liền trên like 249.000 đồng mẫu đầm này. Rồi chia sẻ like dùm em và mình đặt hàng sớm dùm em nha. Em chốt sale nha. Rồi em có một cái set gồm áo, quần và áo như vậy. Rồi em xả 69k nữa. Quần và áo như vậy em xả 69k nữa cho các chị. Đây nè, cái áo này nè, nó sẽ có mình cài vô như vậy chị em nha.
mình cài vô như vậy này. Đó, mình cài vô thành cổ vest như thế này. Khi mà mặc lên ấy, nó sẽ ôm form, nó sẽ ôm cái form mình hơn. Giờ em đang cầm rồi em ướp à. Đây nè. Cái này size gì ta xem M. Cái này em size là 69K nha. Em mặc ví dụ cho mình xem thử nè. Cái này nó như thế này nè. Mình cài vô đây. Đó, mình cài vô như thế này. Cả nhà nha. Với lại thêm cái quần tây nữa. Cái này là D20 ha, giá 69K luôn. D20. Giá 69K. Size M nha, 69K. Size M này tầm 47 kg trở xuống vừa, 45 hoặc 47 kg trở xuống vừa. Còn một bộ nha, em size 69 luôn. D20 một bộ 69K. D20 quần tây nữa. Cái này mình phối thêm một cái, có thể mình phối thêm một cái áo hai dây bên trong á, nó đắp ngang qua cũng được hoặc khỏ cũng được. Cái này khỏ cũng được tại đây nó ôm luôn rồi nè. Nhưng mà chị nào thích đó thì mình phối thêm một cái áo bên trong. Thì cái này là D20. D20 quần tây của nó đây, có túi nha. Quần có túi luôn. Giá 69K, tầm 45 hoặc là 50 kg trở xuống vừa, mã D20 giá 69K. Cái phần cài đẹp lắm. Cái phần cài đẹp. Em thì á, em cũng có một cái bộ, em có một cái áo này nè. Em có em mặc cái áo như thế này. Đây nè. Tại thường ý, em ở nhà em hay mặc áo, em mặc lai thì em hay mặc cái áo hai dây để mặc lai ấy. Nên là em có cái áo này vô em mặc vô cho nó kín đáo một xíu. Đó. Cái cài này đẹp chưa? Cái này là 69K thôi, D20. D20 giá 69K. Rồi cái chữ ơi đặt hàng cho em nha. Xem M á. Vải đẹp, vải thì yên tâm, vải đẹp luôn. Rồi, đầm em đang mặc trên người là 1146 nha. 1146. Em chốt sale liền trên line này cho các chị là giá 249.000 đồng. Đầm này thì em lại đủ size nhé. ML, XL và 2X cho các chị mình luôn. Từ 40kg đến 65kg là vừa. Chị nào lấy thì lên đơn nhé. Chị nào lấy thì lên đơn cho em luôn. Mã hàng với số điện thoại. Này D20 nè. 69K. Rồi nhanh tay mình lên đơn hàng thì dùm em nha. Nhanh tay mình lên đơn hàng liền dùm em nha. Còn đây là DA1146. DA1146 chốt sale liền trên là 249. Vải rất là mềm và nhẹ, tân luôn. 4 size cho mình lựa chọn luôn. ML, XL, 2X rồi. Bây giờ chị nào lấy nhanh tay đặt liền. Chia sẻ like và đặt hàng sớm dùm em 1146 và kèm số điện thoại cho em nhé. Dễ hả? Đấy. Lại đây. Lại đây nè. 249.000 đồng mẫu này. 249K mẫu này, đặt hàng nhanh cho em nha. 1146 và kèm cho em xin hỏi luôn. 1146 và kèm cho em xin hỏi, em chịu hàng 249K. 249K đầm em đang mặc, nhanh tay mình lên đơn hàng liền dùm em nha. Rồi chị Nguyễn Lộc 1137 nè. Ôi nãy giờ cái điện thoại này nó bị nó không có nhảy comment. Trời ơi, em cứ bị sót comment của các chị không à. Rồi, ship Vũng Tàu là 30 nha các chị ơi. Chị Nguyễn Lộc ok em trước đơn hàng. Chị Nguyễn My ok. Rồi, chị Hồng Thắm em trước đơn. Rồi, đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1146 nha. 1146. 1146 em đang mặc trên người đây, sale 249.000 đồng. 249.000 đồng em đang mặc trên người, chị nào lấy lên đơn 1146 và kèm số điện thoại. 1146 và kèm số điện thoại 249.000 đồng, quan tơ mặc rất là mát. 249k đầm em đang mặc nha. Đặt nhanh em chiều hè nha các chị ơi. 249k mẫu này tiếp tục nha. Em lên sale cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Ai lấy mẫu nào thì đặt hàng cho em luôn, mã hàng với số điện thoại nè. Em chốt sale cho mình nha các chị. Rồi đợi em một chút xíu nha. Em lên thêm cho mình một cái mẫu đầm khác. Ai lấy mẫu nào đặt hàng cho em luôn. Đợi em vài giây nhé. Lên thêm cho mình một cái đầm tiếp theo. Đây là 1148. Cái này là 1148 này. Em đang có cho mình là 4 size để mình lựa chọn nha. 1148 em đang có cho mình là 4 size để mình lựa chọn. Cái này em sale luôn là... Ôi, hết size L hả ta?
Cái này hết size L rồi, cái chị còn lại cho mình xem M, size XL với size 2X thôi. Đó, em sẽ xem mẫu này cho các chị mình luôn. Giá chỉ có là 229k nha. Hàng mới, hết hàng rồi, còn có 3 size và còn ít nữa nè. Túi hai bên von hàng mặt rất là mát và bên trong nó thuộc vô tông đây. Đây là DA1148. M148 này em sale là 229 nha. 229k đồng em đang mặc mã này là 1148 nè. À, chị nào vừa mẫu này đặt hàng cho em là 1148 và kèm số điện thoại cho em luôn. 249k. 229k thôi. 229k mẫu đầm này, nhanh tay lên đơn cho em nha. 1148 và kèm cho em số điện thoại. 1148 và kèm cho em số điện thoại, em chốt đơn hàng. Giá mà ngày hôm nay em sale là chỉ có 229 thôi. 40kg đến 65kg là vừa luôn nha các chị ơi. Đặt nhanh em chốt đơn nha. Mã này là DA1148 nha các chị. 2X đó là em mình 84 hoặc là em mình 85 chữ số vừa. Giá em đang sale là 229. 229k đồng em đang mặc mã là 1148. 1148 và kèm số điện thoại nè, để em chốt sale liền trên live cho cả nhà mình luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi, 1148 và kèm xem số điện thoại nha. 229k. Bên trong nó thun cô tông nè, mặc êm, dễ chịu, thoải mái cho mình. 1148 và kèm cho xin hỏi nha. Còn chị nào lấy mẫu này nữa không ạ? À, còn chị nào lấy mẫu này nữa không thì mình comment ngay bây giờ cho em luôn. Còn chị nào lấy mẫu này nữa không thì mình comment ngay bây giờ cho em luôn. Là mã hàng với số điện thoại nha, để em lên đơn hàng ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn. Mã với số điện thoại nha. Mã với số điện thoại em chốt sale. Mã với số điện thoại em chốt sale. Giá chỉ còn có là 229k đồng em đang mặc trên người. Lên đơn ngay bây giờ cho em luôn. Là mã hàng với số điện thoại em chốt đơn. Chỉ có giá 229k đồng em đang mặc nha. 229k mẫu đồng này, chị nào lấy đặt hàng liền dùm em. Là mã số sản phẩm nè, với số điện thoại nè, để em chốt sale liền trên live cho cả nhà mình luôn. 229k đồng em đang mặc. 229k, chị nào lấy đặt hàng này dùm em ngay bây giờ. Làm mã hàng và kèm cho em số điện thoại nè. Em chốt sale liền trên live cho cả nhà mình luôn. Hai trăm hai mươi chín k đồng em đang mặc trên người, lên đơn ngay bây giờ cho em luôn nha cả nhà ơi. Đặt sớm dùm em, mã hàng với số điện thoại em chốt đơn liền trên live cho các chị. 1148, 1148 và kèm số điện thoại. 1148 kèm số điện thoại, giá 229k nha. 229k đồng em đang mặc rồi, xong chưa các chị ơi? Nhanh tay mình lên đơn sớm cho em và mình để lại đúng cú pháp cho em luôn. Là mã hàng với số điện thoại chốt đơn 1148 giá 229k. Rồi các chị nhớ gộp đơn hàng nha. Đơn thì cần từ 597.000 đồng trở lên sẽ được tặng quà và miễn ship toàn quốc nha. Rồi các chị cố gắng gộp đơn sớm cho em nha. Còn đơn bình thường trong thành phố Hồ Chí Minh 10.000, tỉnh là 30.000 đồng. Đầm em đang mặc trên người là 1148, em chốt sale liền trên like. Giá chỉ có là 229.000 đồng. 229.000 đồng thôi. Ai lấy đặt hàng cho em là mã với số điện thoại nha. Mã với số điện thoại em lên đơn hàng cho mình. Tiếp tục nha. Em lên thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo rồi em một chút xíu nha. Quay thêm cho mình một cái đầm hai nhí nè. Lên đơn liền dùm em ngay bây giờ để em trừ hàng nha các chị. Rồi em có một cái đầm von này nữa. Von hàng nữa đây, đây là DA1128. Đầm này em sale luôn 229 luôn nè các chị ơi, 229k. Bên trong là có lót thun cô tông cho các chị mình luôn ha. 1128 giá 229 đang có cho mình được size từ 40kg đến 65kg vừa, có túi hai bên và bên trong là lót thun cô tông nha. Ai lấy mẫu này đặt hàng luôn. 1128 và kèm số điện thoại. 1128 kèm số điện thoại giá 229.000 đồng. 229.000 đồng, đầm em đang mặc mã là 1128 nha. Phải đẹp, chất mát, mặc thoải mái luôn. Rồi chị nào lấy mẫu đầm em đang mặc thì mình comment DA1128 và kèm số điện thoại cho em luôn. Chào con. Gì? Hả? Gì? Ừ? Ôi đất ơi. Đi chơi hả? Xíu nha. Đầm em đang mặc trên người đây là DA1128 nha. Mẫu này em sẽ sale luôn cho các chị 229k. 229k đầm em đang mặc trên người nè. Lên đơn liền dùm em nha. 229k mẫu này mã là DA1128. Đặt nhanh em chốt đơn liền trên live cho các chị nè.
Bên trong lót thun cô tông nè, túi hai bên luôn, từ 40 kg đến tầm 65 kg là mình mặc vừa. Chị nào ưng đặt hàng sớm giùm em nha, 1128 và kèm cho em số điện thoại luôn. 1128 là kèm số điện thoại, em chịu hàng từ xa nha. 229k hợp đồng này. Xong chưa cả nhà ơi, nhanh tay mình lên đơn này giùm em luôn. Mã hàng với số điện thoại cho em nào, đủ size cho các chị mình luôn nha. Ui trời ơi nặng quá, 229k. Ôi các chị ơi, đòi đi chơi nè, đòi đi chơi lại nhõng nhẽo nè. Đây đít bự đây các chị ơi. Đó, khói đi chơi lắm. Suốt ngày đòi chạy lên kho chơi không. Rồi, chị nào lấy mẫu này đặt hàng cho em nha các chị. DA1128 nha. Cái này là hai lớp nha các chị. Gì? Bạn nè. Bạn. Rồi, sale thôi trên line này, giá 229k. Ưng ý đặt hàng sớm giùm em luôn nha. Bây giờ sẽ chuyển thêm cho mình một cái đầm tiếp theo. Đợi em một chút xíu nha. Đợi em một chút xíu nha. Chị nào mình đặt hàng lên đơn liền giùm em ngay bây giờ. Mã nè, với số điện thoại nè, em chịu hàng. Rồi, tiếp tục luôn. À, em có cái đầm này nè, đầm sách nách ha. Bây giờ đầm sách nách thì chỉ có cái này là em còn số lượng thôi. Mấy cái kia là lẻ sai hết rồi. Chờ em vài giây nha, mặc lên nha các chị. Đây là DA1136. Rồi, còn cho mình 3 cái size M. Còn lại là em còn XL với 2X. Cái này em sale luôn là 199k nha cả nhà ha. Hoa nhí rất là xinh luôn, khom xè. Bên trong lót thun cô tông. Đầm này em sale là 199k mẫu này nha. 199k, mã này là 1136. 1136 và kèm số điện thoại, em chịu hàng chưa sai. 1136 và kèm số điện thoại nha. 199k. Đây, bên trong lót thun cô tông nè. Cái này em còn là size M, size XL và size 2X, còn 3 size cuối cùng nha. Giá hôm nay em sale cho các chị đây 199.000 đồng. Rồi bây giờ chị nào lấy đặt hàng 1136 và kèm số điện thoại nè. 1136 và kèm số điện thoại, giá em sale 199.000 đồng. 199.000 đồng nha. Chị nào lấy thì cứ lên đơn cho em luôn. Mã hàng với số điện thoại em chốt đơn. Tiếp tục lên cho mình. Ủa cái bộ này có chưa ta? Nãy em có lên chưa ta? Để em xem thử đây nha. À khác chưa đâu. Đây em có cái bộ này là D21 đi ha, mã D21 đi, 69k cm. Đó, màu xanh cobalt. Mình nếu mà mình không vừa, mình mua cho con gái mình mặc cũng được. Mẫu này mặc trẻ trung. Này là em sale 69k thôi, một bộ thôi nha các chị. Vải thì nó có co giãn yên tâm rồi, thì tổng khoảng là 47 kg trở xuống vừa. Mã này là D21 nha. D21 giá 69k. D21 giá 69k. Lên đơn liền dùm em nha. Em nhập số lượng luôn cho mình một bộ nè. 69k có bộ à? Em xả hết, xả này xả không có lời, các chị xả cho nó hết hàng thôi. Đây. Các chị ơi. D21 nha, gồm áo và quần. Cái này mặc lên hơi bị xinh luôn á. Trước em vẫn có một bộ trong bộ đồ, bộ giống như vài kiểu, giống vài màu khác. Đó. Giá 69k, em cũng có một bộ mà. Rồi. 69k, quần của nó là quần lỡ lỡ như vậy nè, đó. Quần dạng người ta gọi là ta, quần 7 tấc hả? Rồi, đầm này nha, giá. Cái này là giá 69k, mã là D21. D21 giá 69k. Vải đẹp, yên tâm vải đẹp các chị. Cái bộ mà em có được đó, em có là cũng tính ra cũng cả 3 năm rồi, em mặc nó 3 năm rồi. Bây giờ em vẫn mặc. Nó không bị sụn lông á các chị. Vải đẹp mà, vải xịn mà. Em sale có 69 à. Em mặc à, em bán đồ trẻ là cách đây 3 năm là em bán đồ trẻ rất là nhiều. Chị nào thanh cán bó sắp em lâu các chị biết. Cách đây 3 năm quá chừng đồ trẻ luôn. Sau đó mới tập trung quay là đầm trung niên nhiều hơn. Ở đó là vừa trẻ vừa trung niên. Vừa trẻ trung niên rồi dạ hộ tùm lum tùm la hết. Nhưng mà giờ tập trung chỉ là đầm trung niên thôi. Cái này là D21 nha, 69k. Còn bộ em sale luôn. Cái này là em cứ để kho hoài rồi, lỏng rồi thôi nên khui ra, xả hết.
Còn cái đầm này của em là 1136 nha, size M, size XL2X. Em sale luôn giá là 199.000 đồng, 199.000 đồng, chị nào ưng đặt hàng nhanh tay các chị ơi chia sẻ like và mình lên đơn hàng ngay bây giờ em chốt đơn nha. Đây là DA 1136, 1136 sale 199k, 1136 sale 199k, lên đơn liền dùm em nha, lên đơn liền dùm em chốt đơn 1136, 1136 sale giá chỉ có là 199.000 đồng, chị nào ưng ý đặt hàng ngay cho em luôn. Có túi à, quên, có lớp lót phun cô tông, cái này thì không có kèm túi nha. Rồi giá chỉ có là 199. Ở đây em có cái đầm này em còn hai cái, mã là DA 759. Em xả 129k luôn. Còn đúng hai cái xem M L 72 đến 74 129.000 đồng. Nha cả nhà nha, đẹp. Cái này là khỏi chê rồi. Cái này là được trước là tính ra là em may phải mấy đợt hàng á. Bán cho cái chị. Hình như là 3 đợt. Em may được 3 đợt hàng luôn. Cứ gần hết hàng á là sửa may được khác, bổ sung thêm. Gần hết hàng sửa may được khác, bổ sung thêm 3 đợt. Và bây giờ em còn dư lại hai cái em sẽ tặng cho mình 129k. Chứ trước cái chị mua giá mà rẻ nhất trên là cũng là 299 đúng không? 299k giờ em sale là 129 còn đúng hai cái. 759 L72 đến 74 chữ xuống vừa. 759 giá 129k. Đây đứng xa xa mình xem. Đó, đẹp lắm nha các chị ơi, 129k. Còn đúng hai cái xả đó 139k. Còn bây giờ đầm em đang mặc trên người đây là 1136, còn chị nào chưa đặt thì mình lên đơn nhé. Em còn cho mình là size M và còn cho mình là size XL với 2X 199.000 đồng mẫu này nha. D21 chị bỏ ăn tiếp ok chị nha. Đó, chị nào mà mình vừa mình mua mình mặc, còn không vừa mình mua cho con gái mình mặc cũng được. Rẻ mà cả nhà, có 69k bộ thôi à. Này là em sợ hết luôn. Một cái áo khoác nha. Một cái áo gọi là áo vú quần hoặc là áo khoác cũng được. Cái này em xả luôn, chờ em một xíu. Cái này em xả là 49k đi ha. 49k thôi. Tại vì có cái áo à. Đây, xanh cô ba. Cái này mình phối với áo bên trong màu đen. Hợp nè. Đây, cái áo nó dạng như vậy nè. Mình làm áo khoác cũng được. Mình làm áo khoác cách điệu vậy nè, cũng rất là xinh. Còn không thì mình cài nút vô, mình phối thêm. Ủa cái này khỏi cần áo bên trong được. Đó, xong rồi mình phối thêm cho em một cái cái chân váy zip ly. Một cái chân váy zip ly cũng rất là xinh nha. Cái này phối với áo chân váy, cái chân váy zip ly cũng rất là xinh. Hoặc là mình phối với quần. Quần quần mà quần ôm cũng được. Quần ôm ấy, quần màu đen đen, quần đen màu ôm mà ôm vô, quần bó vô. Đó, rất là xinh luôn. Đầm này là cái này là em sale là giá 49k mã D22. D22 nha các chị, để em nhập luôn. D22 giá 60 giá 49k thôi. Có em sale rẻ luôn. Rồi có một cái thôi nha, để em nhập số lượng. Rồi. Còn cái đầm bên trong của em chị nào lấy nhanh tay đặt liền nha. Cái này là D22 49k luôn. D22 49k. Đó, mình phối chân váy xếp ly rất là xinh đó các chị. Hoặc là quần, quần ngắn cũng được nha, quần ngắn cũng được, quần ngắn ngắn tới đây cũng được. Rồi, xinh. Hoặc là đàm áo khoác như vậy cũng được nè. Đàm áo khoác mình phối mặc thêm một cái áo hai dây bên trong đàm áo khoác cũng được. Rồi đầm em đang mặc trên người là 1136, còn size M, size XL, size 2X em xả 199k. Còn này là D22, cái chị đặt luôn đi, em có một cái à, em xả rẻ. Nút đẹp lắm nha. Cái nút đẹp lắm á. Bị mờ rồi, nhưng mà nút đẹp lắm. Rồi phải là vải xịn, cái chị cứ yên tâm, mặc dù mình nghe giá rẻ vậy chứ là vải xịn nha. Vải xịn đó. Rồi. Như thế nào là bỏ đại đi rồi mấy bạn kho sẽ xếp lại cho cái chị sau nha. Em bỏ đại chứ đã, không có thời gian gấp. Ngày mai mấy bạn chạy mấy bạn xếp. D22 ghi số 2 xấu dữ ta. D22 đó, này bỏ đi, đọc không có ra đâu. Rồi D22 một cái 49k. Còn cái này là 1136 nè, chị nào lấy đặt liền cho em đi. 1136 nè, cái này em sale là chỉ có giá là
199 nha, 199k. Bây giờ em qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nè. Mình chia sẻ like giùm em luôn nhé, trên tường nhà cũng như là chia sẻ vào cái tay nhắn giùm em ha. Rồi, đây, em có cái đầm ren ánh kim này đẹp nè. Đầm này mặc rất là sang mà đáng lẽ ra cái mẫu này sẽ giá cao hơn rất là nhiều, chứ không phải rẻ như vậy đâu. Mà hôm nay là em lên chương trình sale đặc biệt cho các chị. Ở đây mẫu này là em sẽ báo là 349 cơ, mà sale ưu đãi cho các chị còn 299k. Đây là DA 1151, đẹp, đẹp lắm luôn, sang. Eo nè, size M chưa qua giãn 72, cái này là tính em qua giãn 74 luôn á. Form này mặc thoải mái. 2X có thể là eo 84, 86 hoặc là 88 mình mặc vẫn vừa. Đó, em là em đang mặc một cái áo 2D bên trong, các chị mình mặc là nó sẽ đắp ngang qua nha. Rồi đây là 1151, em chốt giá là 299. Hàng ren, các chị thấy không? Em may biết bao nhiêu mẫu đầm, lâu lắm rồi em chẳng có cái đầm ren nào hết trơn các chị. Cái này em có ren mà còn ren ánh kim đẹp như thế này, sai như thế này nữa. Mà em sẽ có 299 à. Hàng ren hiện tại bây giờ trên mặt bằng chung của thị trường nó vô cùng hiếm. Nó vô cùng hiếm nha cả nhà ơi. Tại vì các chị cũng biết nè, đang trong cái đợt dịch như thế này, đang trong đợt dịch như thế này, nên là vấn đề mà hàng nguồn vải gì đó nó hiếm vô cùng, nó rất là khó khăn. Mà giá nó còn cao hơn rất là nhiều so với bình thường nữa. Đó, mà các chị thấy không, em sale cho mình có 299 nè. Hàng ren rất là đẹp luôn. Đây là DA 1151 nha. 1151 chốt giá 299k. Chị nào lấy đặt hàng, chị nào lấy đặt hàng lên đơn liền giùm em, mã hàng với số điện thoại cho em, mã hàng với số điện thoại em chốt đơn liền trên like cho các chị. Rồi, Sankoban, ôi hôm nay nhiều bộ đồ Sankoban quá này. Trời ơi, ủa cái này như nãy em có một bộ rồi đúng không? Nãy em có bộ rồi sao nè? D21 nè đúng không? Đó, D21 em có rồi. Ủa kiểu khác hả? Ủa kiểu giống không ta? Đâu để em xem thử lại coi. Nó khác, trời ơi nó còn khác nữa chứ. Màu giống nhau còn khác màu, khác kiểu nữa chứ. Rồi, D23 bộ vậy 69k thôi. Xem mờ luôn nha các chị ơi. Cái này em cũng có bộ luôn. Cái này em cũng có bộ luôn các chị, màu khác luôn. Đợt trước là nó nhiều màu lắm, đợt trước nó quá chừng màu luôn. Giờ còn sách kho lại cái này, em sale luôn 69k. Quần nè, co giãn nha, mặc thoải mái vô cùng. Cái đầm, cái mẫu này là D23. D23 giá 69k. Size M 47kg chịu xuống vừa. D23 nhanh nha các chị ơi, có một bộ thôi 69k. Mình nhớ là chia sẻ like dùm em nhé, để em nhập số lượng cái đã. D23 69k, 47kg chịu xuống vừa, giá 69k nha. Đó, quần để tất cho mình nè. Trời ơi, dễ thương lắm thiệt. Các chị mua cái đầm này, cái này đi. Mình không vừa mua cho con gái mình mặc cái chị. Dễ thương lắm. Em có bộ, em mặc nó 3 năm đến giờ em vẫn mặc. Giờ em vẫn đang mặc nó nè. Vải xịt lắm, vải này mặc bền lắm các chị ơi. Vải này mặc bền lắm. Em mặc 3 năm trời rồi đó. Rồi, bây giờ nhá. Này là 69k thôi. Mã này là D23, vải đẹp, êm, mềm mà có cơ dẻ nữa. Mình mặc ở nhà hay mình mặc đi chơi vòng vòng gì cũng được. Hoặc là mình đi ăn uống gì đó các chị. Có 69k à. Em gấp đặt trước đi ha. D23. Còn đầm em đang mặc là 1151 nha. Đầm em đang mặc là 1151 làm sale 299 nha các chị. À, đây là D23. D23. Nhanh nha cả nhà ơi. Đầm này của em là 1151, đầm này 40kg 68kg vừa. Và em sẽ sale mẫu này cho các chị là giá chỉ có là 299. 299k thôi, và từ 40kg đến 65kg là vừa. 1151 và kèm trên điện thoại nha. 1151 kèm điện thoại, em chốt sale liền trên live cho cả nhà. Nhanh tay lên các chị ơi, 1151 và kèm điện thoại. 1151 và kèm điện thoại. Mình đặt hàng liền dùm em nha, em chốt sale. Em có dạ hội các chị ơi. Mã này là 1121. Bây giờ các chị biết sao, em còn có 6 cái size M thôi.
Nguyên ngày hôm nay coi như em xả luôn. 1121 này cho các chị. 1121. Giá 199 luôn. Còn đúng 6 cái size M thôi, L72 hoặc 74 nhá. L72 hoặc L72 73 trở xuống vừa luôn. Giá 199k, đẹp chưa? 6 cái cuối cùng 199 khỏi mặt nha. Nhìn thôi là biết đẹp rồi các chị, dài tới gót luôn. Hai lớp, hàng xịn luôn, chất chiffon. Chị có giá là 199k, 6 cái cuối cùng. 6 cái cuối cùng em sang 199 nha. 6 cái cuối cùng em sang 199k. Mã này là DA1121. 1121 kèm số điện thoại cho em nha. 1121 kèm số điện thoại, giá 199.000 đồng. 199.000 đồng. Và chiffon 1121 nha, 199.000 đồng. Ai lấy lên đơn liền dùm em 1121 kèm số điện thoại cho em 199. 199k nha. Rồi, các chị ơi, xong cái đầm này chưa? 1151 chuẩn bị qua mẫu khác nè. 1151 đầm em đang mặc trên người, em sẽ sale cho các chị ngày hôm nay là giá chỉ có là 299.000 đồng. 299.000 đồng thôi, từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu đầm của em đang mặc đặt hàng sớm giùm em nha. Là mã hàng với sinh thoảng chút đơn. Các chị giả hộ tiếp nè. 190. Em cũng còn sót kho mấy cái. 199 luôn nha. Thiệt giả hộ mà sao cái này lại tiếc đứt ruột luôn á các chị. Nếu như mà size 2XXL thì có phải đỡ hơn biết bao nhiêu không? Tại XL 2X rất nhiều chị mặc vừa, rất là nhiều cô mặc vừa mà lại hết. Giờ còn có size M à. Size M giờ ai mặc vừa mình mua tặng, mua mặc, hoặc là mình thấy người thân mình có ai mặc vừa size M mình mua tặng các chị. Em xả luôn rồi, 199k xả lỗ. Xả lỗ nha các chị ơi. Sai lầm là lần trước may xem mở quá nhiều. Trời ơi, cái này chỉ cần nó rộng thêm một chút xíu nữa thôi là nó hết cái vèo rồi. Đây các chị nhìn hoa đẹp chưa? Trời ơi, thiệt luôn á, đẹp xuất sắc. Có lót mút ngực, chiffon hai lớp, hàng xịn luôn. Đợt trước em bán một cái đầm dạ hội, nếu mà đợt đó là 899k một cái đầm dạ hội, 899k, sau đó sale là 799k. Giờ 199k cái chị. Trời ơi, 199k cái đầm dạ hội. Tin không nổi luôn. 190 kèm số điện thoại cho em nha, 199k. 190 199k. Lên đơn liền giùm em nha, em chốt đơn. Cái này là cái gì đây? Đầm dạ hội một trơn các chị ơi, mã này là gì đây? 100. Dạ hội trơn nha. Em sẽ nhanh luôn, có một cái các chị ơi, sẽ nhanh. 100 một cái. Cái này nha, chia sẻ chưa các chị? Nó sẽ dài chạm gót luôn. Đầm này là 2DA100 129.000 đồng này luôn. Có đúng một cái thôi. L72 đến 74 trở xuống vừa. Size M nha cả nhà. L72 đến 74 trở xuống vừa, giá 129. Trời ơi, cái đầm 129k, 74 trở xuống mặc vừa. L74 trở xuống vừa. Có lót mút ngực. Dài thước tha luôn. Dài thước tha luôn nha cả nhà ơi, dài tới gót chân của mình luôn. Trời, cái đầm này các chị mang Trung Quốc cao là anh chàng chiều cao cực kỳ tốt. 129k. Tin nổi không? L74 trở xuống vừa. L74 trở xuống vừa. Mã này là DA100 129k. Không có màu khác chị bấm bóng ơi. Có một màu thôi. Rồi, 100 129k kèm thêm cho em nhé. Ba lần chia sẻ chứ cái này là em lỗ vốn. 129k là không đủ tiền mua vải luôn các chị. Mã này em xả 129k, mã 100. Dài chạm gót chân, chạm đất luôn ấy, mang quốc cao lên. Đẹp. 129k, 100 nha các chị. Mã là DA100. DA100 ấy, 129k. Giá là 129k, còn mã là DA100. Còn đầm em đang mặc trên người là 1151, giá 299k. Các chị ơi, lên đơn ngay bây giờ cho em luôn nè. Mã hàng với xin thoại cho em. Mã hàng với xin thoại chút đơn, trời nó đẹp. Không ngứa nha, cam kết là không ngứa luôn. Mặc rất thoải mái nên là em với tự tin là may ở trên này em may một lớp cho mình đó. Rồi, bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình một cái mẫu đầm khác. Chị nào lấy mẫu nào đặt hàng sớm giùm em. Mã hàng với số điện thoại nha.
mã hàng của điện thoại em chốt sale liền trên live cho cả nhà. Đây em lên cái họa này xinh lắm nè. Đây em lại rất là thích cái họa tiết này luôn. Cái này là 1138. Đây 1138. Đầm này là em sẽ có cho mình đủ size nha, MLXL2X. Vải của nó là vải von gân, mặt êm, mềm và mát. Mẫu này em sơ là 299k thôi. Cổ vuông nè, tay cánh tiên xinh chưa. Rồi, phía đằng sau đây, cổ của nó như thế này. Và có túi hai bên, mã này là DA1138. Em chốt sơ luôn trên line. Giá chỉ có là 299.000 đồng. 299.000 đồng mẫu này, 1138 và tiền điện thoại nha. 1138 và kèm sinh hoạt chuyển hàng. Phan Thi cả nhà ơi, 1138 và kèm sinh hoạt. 1138 giá 299 có túi nè, hai lớp, 4 size MLXL và 2X. Và ngày hôm nay là ngày của cái màu xanh coban luôn các chị ơi. Tiếp tục một cái bộ đồ màu xanh coban tiếp theo. Áo. Áo chuỗi dễ thương ha. Cái này size gì vậy ta? Có cái nút nè các chị. Có cái nút đằng sau, cái nút cũng đẹp nữa. Size M luôn các chị ơi. Sẽ mờ luôn, 45-47kg chịu xuống vừa. 4, thôi 45 đi, 45kg chịu xuống vừa. Cái quần dễ thương chứ, túi nữa nè. Cái quần dễ thương quá à. Đó, các chị nhìn nè, quần đây và áo đây, 69k, thôi 45kg chịu xuống vừa đi các chị ơi, 45kg chịu xuống vừa. 45kg chịu xuống vừa, mình không vừa mua chân gái thì các chị ơi. Đó, đó, các chị ơi, mấy em tầm khoảng là mấy bé tầm khoảng là chắc tầm khoảng học cấp 2 đúng không? Học cấp 2 chắc vừa này, tầm cũng tầm khoảng là 4 mấy ký, 3 mấy đến 4 mấy ký. 37 đến tầm 45 ký gì đó. Đúng không các chị? 37 đến tầm 45 ký thì chắc mấy bé học tầm cấp 2 hả ta? Đó, 69k bộ này. Ủa, chưa đọc mã. Mã là D 24 D24 giá 69k. Một bộ thôi à. Xem M nha. Tầm khoảng là 37kg đến tầm khoảng là 45kg vừa các chị nha. 37 đến 45kg vừa. Đó. Thường á các chị ơi, tầm ở cái số ký này á các chị, thực sự là tính ra nếu mà các chị đi mua ở ngoài nó khó kiếm lắm. Khó kiếm được cái size này lắm. Nếu mà tầm mà 37 đến là 4 mấy ký, khó kiếm. Tại giờ người ta đa số người ta may tầm hoặc là 50 mấy ký đúng không? 40 ký đến tầm 5 mấy ký cm không à. Đây nè, đây là D24, giá 69k. 69k nha. Mình không vừa mua cho con gái mình mặc cái chị, 69k thôi. Nãy giờ em chưa báo giá nữa nè. D24 giá 69k. D22 D23 là cái gì rồi quên rồi. Thôi tí nữa báo đi. Rồi chị nào lấy ra hàng sử dụng em nha. Em chốt đơn liền trên like cho cả nhà mình luôn. Chia sẻ like dùm em luôn trên tường nhà. Và chia sẻ vào nhóm dùm em. D23 69 D24 69. Rồi, đầm em đang mặc trên người, chị nào lấy lên đơn cho em nhé. 1138, 1138 sale giá 299k. 1138 von này là von tâm nha các chị. Von gân đó các chị, chị Yến Hòa 100 hả. 100 là tầm khoảng là 53kg trở xuống mặc vừa ấy, eo mình 74 trở xuống. Còn đầm em đang mặc trên người đây nè. Đầm em đang mặc trên người đây là DA1138 nha. 1138 em chốt giá là 299.000 đồng, mã là 1138. 1138 và kèm sinh hoạt cho em luôn 299k. 299k mẫu này, mã là 1138, chị nào ưng ý đặt hàng 1138 và kèm sinh hoạt. 1138 và kèm sinh hoạt cho em. Vải này có co giãn nhẹ nha, mặc mát nha. Rồi đây các chị thấy nè, em có một cái hoa màu hồng nữa nè. Thôi để mặc lên luôn nha, cùng một kiểu dáng luôn, có họa tiết khác nhau. Rồi bây giờ chị nào lấy lên đơn cho em luôn. Mã với điện thoại này là 1138 nè. Đó, xinh lắm. Rồi, đây phía đằng sau cổ của nó khác cổ vuông như thế này nè. Bên trong là lót thun cô tông cho mình. Rồi cái này em sale luôn cho mình nha. Giá chỉ có là 299.000 đồng thôi. 299.000 đồng mẫu này nha các chị.
ai lấy mẫu nào đặt hàng cho em luôn, mã hàng với điện thoại nha. Rồi tiếp tục em lên cái 1139 luôn. Đây có 1139. Rồi đầu này em sẽ sale luôn. 1139 mẫu này em sẽ sale luôn cho các chị mình đây. Chỉ còn có giá là 299k, mã là 1139. 1139 kèm số điện thoại cho em nha. 4 size ML, XL, 2X, size L gần hết. Nói chung tất cả các size đều gần hết hàng hết rồi. Tất cả các size đều gần hết hàng hết rồi cả nhà ơi. 1139 giá 299k. Túi hai bên, bên trong lót thun cotton tông. Von này là von gân cả nhà nha. Rồi sale luôn giá 299k, mã này là 1139. 1139 và kèm cho em số điện thoại nha. 1139 và kèm số điện thoại chịu hàng. 1139 kèm số điện thoại, nhanh tay lên cả nhà ơi. Đúng cú pháp cho em luôn, mã hàng với số điện thoại. Ở đây em có cái mẫu này nè, 1115 cả nhà. Em còn một cái size M ở đây, với lại em còn 5 cái size XL nha. Một cái size M và 5 cái size XL cuối cùng. Và hôm nay em sale xả hàng nha. Cái này là von lưới co giãn cực tốt, XL có thể tầm 60kg, 65kg, 70kg vẫn vừa XL luôn. Đầm này co giãn nhiều lắm cả nhà yên tâm. 1115 139.000 đồng. Co giãn nhiều lắm nha các chị ơi. Co giãn nhiều lắm đó. Size M thì các chị ơi tầm khoảng là, đây nè các chị nhìn nè, nói chung nhiều khi thậm chí là 57kg trở xuống vẫn vừa. 50 tầm khoảng 47kg đi, tầm 47kg đến tầm khoảng 57kg mặc vừa luôn, 60kg mặc vẫn vừa luôn. Co giãn nhiều ơi là nhiều luôn á. Vậy là von lưới cho mình ha. Đây nè. Các chị thấy chưa? Co giãn như dây thun ấy. Đây là DA115 nhé, một cái M với lại 5 cái XL, em xả 139k. 139k nha các chị ơi, 139k hai lớp luôn nha. Này còn 6 cái này em khỏi mặc nha, 139k mẫu này 1115. 139k mã là 1115. Cho xem lại cái mẫu bộ. À, chờ em một xíu nha chị, đợi em một xíu đi. Các chị ơi đầm này nè. 139k mã 1115, 139k em che đằng sau này nha. Đó, ai lấy mình lên đơn hàng nha. Có 139k thôi, em còn một cái M với còn 5 cái XL tầm 65 hoặc 70kg vẫn vừa nha. Nãy là D mấy nhỉ? D 23 hả? 23. Ủa quên, D 24 luôn rồi hả cái chị? Phải không? Xếp bộ đúng không chị? D 24 đúng không? Đây. 40 tầm khoảng 37kg. 37kg đến tầm khoảng là 45kg vừa nha các chị. Giá sale là có 69k à. Mình mua cho em gái mình mặc các chị ơi. Đó, 69k một này, mã D24. D24 nha. Áo nè. Thật ra áo riêng này thì các chị tầm khoảng là, áo riêng này thì dễ mặc rồi. Áo riêng này chắc tầm em cũng mặc vừa. Em 47kg, em 47kg em vẫn mặc vừa luôn. Đó, em 47kg, 48kg thì vẫn mặc vừa mẫu này. Như cái áo thôi. Còn cái quần ấy, em thấy là cái quần này thì với cái chất vải này thì nó sẽ là độ co giãn một chút xíu à. Nên là em sẽ trừ hao để mình mặc thoải mái. Thì tầm khoảng là 37kg đến 45kg. Đó, cả nhà nha. 69k D24. 69k. Rồi, nhanh nha các chị ơi, D24 giá 69k. Này em xả cho nó hết hàng thôi, chứ không có lấy lời đâu các chị. Rồi, bây giờ đầm của em đang mặc là 1139, chốt giá 299k. 1139. Chị nào ưng đặt hàng sớm giùm em nha. Rồi, ok, ok chị, vậy là mình vừa đã chị Tuyết Trang nha. Và mình lấy cái bộ đồ đó đúng không? Mình đặt cho em D24 giùm em nha, chị Yến Hoàng. Địa chỉ của trên M, chị lấy mẫu nào à? Ok chị. Rồi các chị ơi, đây là đem 1139 đầm em đang mặc nè. Cái này em sẽ là 299k, von gân mềm mát. Bên trong lót thun cotton và từ 40kg đến 65kg vừa. Chị nào lấy đặt hàng cho em nhé. Dạ đúng rồi, quần chín tấc đó chị. Cái đó là quần chín tấc á. Rồi, bây giờ các chị ơi, đây là DA1139 nha. Mẫu này em sẽ sale luôn cho mình. Là giá còn 299k nha. 299k. Các chị đừng quên cái này em đang xả hàng có 139 nè. Còn một cái size M, 5 cái size XL xả 139k phải cực mịn, không bị nhăn. Cái này thật sự luôn các chị. Cái đầm này nha, các chị mang ra khỏi cần ủi luôn. Đây, minh chứng đây các chị, cái đầm này em đâu có ủi đâu.
Thề cái chị luôn, cái đầm này là hôm nay là em mang ra là không hôm qua chứ, hay hôm qua là lên nhờ Uyên lên kho lấy giùm em nè, mang xuống và em mặc luôn không có ủi. Cái chị nhìn đây, không có nhăn. Không có nhăn. Thiệt luôn á. Em đâu có ủi cái đầm này đâu, mà cái chị thấy không phải phẳng lì à. Mà sờ vô rất là mướt tay, em còn một cái size M với 5 cái XL. Thì cái chị tầm 65 kg trở xuống vẫn vừa giá 120 139.000 đồng. 139.000 đồng luôn. Rồi, xong chưa các chị ơi? 1139 em đang mặc này, 299k. 1139. Mà màu khác, cái đồ bộ thì em không có màu khác. Rồi. Bây giờ các chị ơi, chị còn cái mẫu bộ nào nữa không? Chọn thêm một bộ. Ồ, nãy em nhiều lắm, chị Tuyết Trang cứ cứ theo dõi tiếp đi. Sau đó là em sẽ lưu cái bài like này lại. Tí mình vòng lại like đầu like nha. Từ đầu like mình xem lại đến cuối like luôn. Em có nhiều lắm, nãy giờ em lên cả biết bao nhiêu bộ luôn rồi á. Nhưng mà tại vì em bỏ bọc hết trơn rồi, bây giờ em lại xả ra nữa thì nó lại mà mất thời gian đấy. Mình tí nữa mình xem lại giùm em được nha chị nha. Xem lại được. Ủa, đây còn một cái áo khoác nữa nè. Rồi, cái áo khoác này em sale luôn nha. Cái này à, các chị ơi. Áo khoác xách nách có nút. Đó, áo khoác xách nách có nút nha. Cái này mình phối thêm một cái áo áo dạng như áo hay dây bên trong đó cũng được nè. Rồi thêm cho em một cái chân váy hay là cái quần, hay quần quần dài quần ngắn gì cũng được hết. Rồi cái này nha, em sẽ sale cho các chị. Mã này là D mấy đây ta? D25. D25. Rồi em sale luôn cho mình giá. Cái này mình mua kèm với đầm giùm em nha. Mình mua kèm với đầm giùm em nha các chị. Cái này em tặng cho các chị mình thôi. Mua kèm với đầm giùm em. Em tặng cho các chị giá là Giá là 29k thôi. 29k thôi. Nha chị ha. Đó. Nhanh tay các chị ơi, 29k mẫu này. 29k thôi. D25 29k. Kèm đầm giùm em nha cả nhà ơi. 29k thôi. 29k mã D25. D25 giá 29k. D25 29k. Nhanh nha các chị ơi. D25 29k. D25 29k nhanh nha các chị. Còn đầm em đang mặc trên người là 1139, 1139 chốt giá là 299.000 đồng mẫu này. Chị nào mình ưng mẫu này đặt hàng cho em luôn. Rồi đặt hàng sớm cho em nha, để em chốt sale liền trên like cho các chị. Mã này là 1139. Mã đầm em đang mặc trên người là 1139 nha. Chốt giá 299k, 1115 chị Bảo Dung ok chị nè. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. Đầm này là 1139, 1139 em sale là 299 đủ hàng đủ size. Từ 40 kg đến 65 kg là vừa. Ai lấy mẫu này đặt hàng cho em luôn. Mã hàng với số điện thoại cho em nha. Mã hàng với số điện thoại em chốt sale. Nhanh nha cả nhà ơi. Lên đơn ngay bây giờ em chốt đơn luôn các chị. Mình đừng đặt trễ quá nha, mình đặt trễ em hết hàng uổng lắm luôn á. 1139 giá sale 299k, 1139. Rồi tiếp tục lên thêm cho mình cái đầm khác. Đây em xả cho mình cái đầm này dễ mặc lắm. Cái này là coi dễ nhiều, xả rẻ luôn, mặc lên cho mình xem. Chị đã ưng đặt liền cho em luôn, mã với số điện thoại nha. Rồi đây em có cái đầm này. Đây là DA 1016 nha. 1016 em sale là 119 luôn, xả lỗ luôn 119k. Cái này em còn size M nha, 119k mẫu này. Còn 6 cái size M, 6 cái size M 119k, mã là 1016. 119 may từ 7 mảng ghép lại và co giãn cực tốt. Size M nhưng mà tầm eo 78 trở xuống vẫn vừa nha. Eo 78 trở xuống vẫn vừa. Rồi, chị nào lấy đặt hàng cho em luôn. 1016 hoặc kèm xin thoại. 1016 tải cực kỳ là mát lạnh luôn. 1016 119k xả hàng. 119k. Rồi bây giờ chị nào lấy lên đơn. Mã với số điện thoại cho em. 1016 119k.
101611119k nha. Đầm em đang mặc giá bao nhiêu? Cái vừa nãy là 1039, cái đầm hoa màu hồng hồng của Vuông Tay Cánh Tiên là 1039 đó chị ơi. Chị Hiền Nguyễn, vậy mình báo, mình inbox cho em chị, mình inbox cho em nha, tại vì bây giờ em không có kiểm tra được. Mình cứ inbox cho em để mấy bạn kiểm tra báo cho mình cho nó dễ nha. Rồi đây các chị ơi, 1139 đầm này sale 299k, 1139 299k nha cả nhà ha. Rồi còn đầm em đang mặc đây là 1016, đẹp quá hả chị Bùi Thủy. Đây 1016, đầm này em sale là 119 luôn, em còn sale M6 cái. Đây coi giảm nhiều lắm, 55-57kg trở xuống vẫn vừa, 57kg trở xuống vẫn vừa, 40kg đến tầm 57kg vừa, em sale là 119k mẫu này nha. 119k mẫu này chị nào lấy đặt hàng cho em luôn, là mã hàng nào với số điện thoại cho em nha. Mã hàng với số điện thoại điểm chốt sale liền trên là 119k thôi, 119k thôi cả nhà ơi. 1016 kèm số điện thoại cho em. Xong cho các chị ơi, đặt nhanh cho em nha. 1016 kèm số điện thoại, 1016 kèm số điện thoại 119k. Ồ, hôm nay sao mà em toàn thấy là đồ màu xanh coban không vậy ta? Một cái áo khoác nữa nè các chị ơi. Rồi một cái áo khoác nữa nè. Chị nào lấy không mình đặt luôn cho em nè. Mã này là D. Mã này là D mấy ta? D26 hả? D26 cái này thì không có nút luôn. Thì thôi em sale rẻ luôn, 19k cho các chị nha. Cái form này là các chị ơi tầm khoảng là 50 mấy ký vẫn vừa nha, CM. Form này áo khoác, áo khoác nha các chị ơi. Áo khoác nha. Rồi, 50 mấy ký trở xuống vẫn vừa cho em nha. Giá 52 ký trở xuống đi, 40 ký đến 52 ký vừa. Form cái này là cái chị cổ của nó, cổ vest như thế này ha. Rồi. Form trên như thế này, 19k. Mã D. Mã D hai mấy ta? D26 hả? 25 hả ta? 25. 25 có rồi. D15. D15 nha cả nhà ơi, D15. Một cái cuối cùng 19k luôn. Một cái cuối cùng em xem 19k luôn. Đó, D15 19k. D15 19k có một cái. Ôi hèn chi XL. Hèn chi cái này XL các chị ơi, 55 ký trở xuống vẫn vừa luôn. XL nha các chị, XL đó. 19k nha, D15 19k. D15. D15 giá 19k. D15 giá 19k cái áo khoác. Cái áo khoác nha các chị ơi, áo khoác trơn. 19k mẫu này D15 19k. Nhanh cho em nha cả nhà ơi, D15 kèm số điện thoại. 19k. Quá rẻ luôn, 19k thôi. Đặt nhanh chóng cho em. Đặt nhanh chóng cho em chốt nha. 19k cái áo khoác, 19k thôi. Còn em đang mặc là 1016, ai lấy đặt hàng 1016 kèm số điện thoại. 1016 và kèm số điện thoại cho em nha. Đầm này em xả 119.000 đồng.